Em mặc đẹp thế, em mặc đẹp thế nào. Ok, vậy là sau bao nhiêu giây phút chờ đợi thì chúng ta sắp được chứng kiến trận đấu đầu tiên ở nội dung đôi nam nữ trận bán kết cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia. Và hãy có những người xem đầu tiên xuất hiện tại live stream Hùng đi ạ. Đây là trận đấu đầu tiên trong 10 trận đấu của buổi chiều ngày hôm nay. Và chỉ thi đấu duy nhất trên hai sân, đó là sân 1 và sân 2. Ok, trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau, hãy nhanh tay tham gia vào live stream của Hùng. Ok, trận đấu đã bắt đầu rồi, rất nhanh chóng, không đều, rất khéo léo. Vâng, đó là một tình huống đánh cầu hụt của vận động viên nam đến từ Malaysia. Ok, xin chào Đời Mái, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta hãy bắt đầu vào trận đấu ngay nào. Vâng, thủ tay rất dẻo. Một pha đập cầu hơi gắt của tay vợt đến từ Thái Lan. Cầu không qua lưới. Điểm 1 đều. Các vận động viên đánh khe cầu rất chắc chắn và bình tĩnh. Vâng, hai pha tấn công liên tiếp đến từ cặp đôi Malaysia. Điểm 2-1 cho Malay. Ok, xin chào anh Hoàng Tử Sói, xin chào tất cả mọi người nhá. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp mình chia sẻ đúng không ạ? Đập cầu rất gắt và không còn cơ hội để cản phá. 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi Malaysia, điểm 3-1. Ok, xin chào Linda Tài nhá. Mọi người hãy giúp mình chia sẻ live stream với ạ. Một pha cầu rất hay, cầu trong sân. Vâng, vận động viên nam đến từ Malaysia có cái cổ tay rất khỏe, rất khéo léo, rất hay, bắt lưới rất nhanh và chính xác. Điểm số rất xứng đáng cho tay vợt nam đến từ Thái Lan. Đổi điểm 2-5, 2-4. Ok, xin chào anh Vũ Hải Đăng nha. Rất nhiều người muốn xem bán kết, họ không biết xem ở đâu, mọi người chia sẻ để họ cùng xem với chúng ta nào. Ui, đập nổ như bom vậy. Vâng, so sánh về thể hình thì tay vợt nam đến từ Malaysia có thể hình rất tốt, vượt trội so với tay vợt nam đến từ Thái Lan. Đó là một chiều cao lý tưởng. Vâng, vẫn còn cổ tay rất khỏe, dã man, quá hay. Vâng, trong những phút thi đấu đầu tiên thì cặp đôi đến từ Malaysia đã có một khởi đầu rất tuyệt vời. Điểm đã là 6-1 rồi. Rồi một pha bắt cầu bước 1 về góc cuối sân rất khó. Điểm 3-6. Rồi một pha cầu lỗi hơi vội vàng của tay vợt nữ Malaysia. Tiếp tục là một điểm số dành cho Thái Lan. Điểm 4-6. Cơ hội tấn công cho, vâng, ép vào nữ nhưng vẫn còn. Rất đáng tiếc. Có vẻ những điểm số đầu tiên chưa có đường cầu hay. Các vận động viên còn đánh hỏng khá nhiều. 5-6 rồi. Cạch cầu. Ồ, rất bình tĩnh ạ. Bạn hãy xem. Vâng, mỗi khi tay vợt đến từ Malaysia nhảy lên đập cầu dường như không còn cơ hội cho đội bạn. Chưa có một tình huống nào cặp đôi đến từ Thái Lan có thể thủ cầu. Đập cầu rất tốt. Đội điểm 7-5. Malaysia phát cầu. Nữ của Malaysia rất bình tĩnh và khéo léo. 8-5 rồi. Và hôm nay bán kết mà có vẻ ít cổ động viên quá. Một pha về cầu lỗi rất đáng tiếc của tay vợt nam đến từ Malaysia. Tay vợt nữ từ Thái Lan thủ cầu cũng rất tốt ạ, vẫn còn. Không cầu ngược lại. Đó là một pha đập cầu tốt. Ok, chào anh DQDT nha. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, ý nghĩa, mọi người hãy chia sẻ để ủng hộ ấy. Để ủng hộ Hùng nào, ủng hộ bình luận viên nào. Ok, điểm 8 đều rồi. Rất nhanh chóng. Thế trận lại trở lại về thế cân bằng rồi. Chín tám. Đó là một pha cầu lật lưới nhưng tay vợt đến từ Malay, phản xạ rất nhanh. Tuy nhiên trong tình huống thủ cầu tiếp theo anh ta, tay vợt nữ đến từ Malay lại không thể phòng thủ. Điểm lại 9 đều rồi. Nhưng thực sự từ đầu trận đấu đến giờ chưa có đường cầu giằng co. Tay vợt lần nào đến từ Malay có đôi giày Victor khá đẹp, cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Thực sự đôi giày nhìn rất đẹp. Pha chém cầu lỗi rất đáng tiếc. Điểm số 19, đội điểm cho Thái Lan. Bên này dùng Yonex, Thái Lan dùng Yonex, còn vợt rất bình tĩnh. Còn bên Malay thì dùng Victor. Ok, tiếp tục là một trận đấu đôi nam nữ. Và trận đấu đôi nam nữ đó sẽ được trợ lý của Hùng quay lại ở chất lượng Full HD. Mọi người có thể xem lại những trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết ở trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton của Hùng. Và vâng, vậy là lửa set đấu thứ nhất đã trôi qua rồi. Điểm 11-10 cho cặp đôi đến từ Thái Lan. Các huấn luyện viên đang có những chỉ đạo về chiến thuật và chiến lược cho những đồng đội, cho những học trò của mình. Và tranh thủ những phút các vận động viên giải lao thì chúng ta có thể chào nhau, đúng không ạ? Tôi gửi lại lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những ai đang theo dõi, ủng hộ livestream của Hùng. Hùng rất mong rằng mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ nó lên trang cá nhân của các bạn, để những người bạn của các bạn, những đồng đội của các bạn cũng có thể cùng tham gia và thưởng thức những trận đấu hay. Và hãy chia sẻ lên cộng đồng chợ cầu lông, cộng đồng về cầu lông lớn nhất Việt Nam, để tất cả anh em chúng ta cùng chung một con tim. Chúng ta cùng theo dõi trận đấu rất hay ở giải Ciputra Hà Nội lần này. Một năm thì chỉ có giải một lần thôi. Đây là cơ hội duy nhất để mọi người thưởng thức các trận đấu hay của các vận động viên thế giới tại Việt Nam. Đó là một tình huống phát cầu rất tốt của tay vợt nam Thái Lan. Điểm 13-10 rồi. Vâng, cứ nghĩ rằng Thái Lan, vâng, đập cầu rất tốt. Cứ nghĩ rằng cặp đôi đến từ Malaysia có thể áp đảo đối phương trong trận đấu này. Tuy nhiên hiện tại thì họ đang bị dẫn trước. Phía bên kia cũng là một trận đấu đôi nam nữ. Ở trận đấu đôi nam nữ giữa Nhật Bản và Indonesia. Và trận đấu đó sẽ được Hùng quay lại, nhưng mọi người yên tâm, cứ tập trung vào xem trận này đi. Một pha kéo lưới chéo sân rất khó chịu. Điểm 15-11 rồi, khoảng cách 4 điểm rồi. Phản xạ rất nhanh. Liên tục với những... Vâng, lại là một pha đánh cầu lỗi của tay vợt nữ đến từ Malaysia. Trong set đấu này tay vợt nữ đến từ Malay có khá nhiều đường cầu lỗi ở trên lưới. Sao ít người xem thế nhở? Mọi người đi đâu xem hết rồi sao ấy nhỉ? Cổ tay kia không đỡ nữa rồi. Xem giật cổ tay dã man chưa? Tay vợt nam đến từ Malay đánh chủ yếu bằng cổ tay thôi. Cổ tay mới lừa được đối phương. Hello Thế nha, hello Tài Lưu, hello Tiến Dương Vũ, Đình Vũ. Thế hôm nào về Việt Nam đánh em này. Tập huấn Đài Loan lâu thế. Thủ cầu vẫn rất tốt. Hay quá. Một pha phản tạt cầu ngang rất hay của tay vợt nam đến từ Malay. Người 13-16. Vâng, nữ. Ôi, vào mặt. Một pha bắt lưới vào mặt của vận động viên nữ đến từ Malaysia. Ok, xin chào Nguyễn Thái Bảo Thi, xin chào Khánh Dư nha. rất hay và khéo léo, nhưng rất tiếc đó là một pha cầu thừa lực, cầu đi ra ngoài mất rồi. Đổi điểm cho Malaysia. 14-17, rất đáng tiếc. 18-14 và những điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Các đôi đến từ Thái Lan đang có lợi thế dẫn điểm với khoảng cách khá xa, 18-14. Rất tốt. Nữ Malay bật lên rất nhanh và mới có một pha dứt điểm rất chính xác. Ok, xin anh chào anh Trung Nam nha. 15-18. Đổi điểm cho Malaysia. Cơ hội tấn công vẫn không thể giành điểm. Cầu ngoài sân. Vâng, rất may mắn. Rất may mắn cho nữ của Malay trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống cầu non. Tiếp tục là một điểm số cho Malaysia, 16-18. Liệu rằng cặp đôi Malay có thể cân bằng về mặt tỷ số hay không? Vẫn rất tốt. Tay vợt nam đến từ Malay có cổ tay rất tốt. Lại là một tình huống đánh cầu lỗi trên lưới của tay vợt nữ đến từ Malay. Nếu tay vợt nữ đến từ Malay đánh cầu chắc chắn hơn thì có lẽ trận đấu này chiến thắng sẽ dành cho Malay. Tuy nhiên trong set đấu thứ nhất này có vẻ cô chưa vào tay. Có khá nhiều tình huống đánh cầu lỗi. Một tình huống nhường nhau. Cầu trong sân. Sao ít người xem quá nhỉ? Điểm số cuối cùng của trận đấu rồi. Quyền quyết định trận đấu và một pha đập cầu chéo sân. Nhưng rất tiếc đó là một tình huống cầu ngoài sân ạ. 17-20. Cặp đôi đến từ Thái Lan có 3 cơ hội để giành chiến thắng. Vâng. Đó là một pha cầu ngoài sân. Vậy là set đấu thứ nhất đã rất nhanh chóng trôi qua. Chiến thắng dành cho cặp đôi đến từ Thái Lan. Thực sự quá nhanh chóng. Hùng cảm giác như kiểu Hùng vừa với live stream được có vài phút thôi mà nó đã hết set rồi. Ok, tranh thủ những phút các vận động viên nghỉ giải lao chúng ta chào nhau đúng không ạ? Ít người như này không bỏ được Hùng chào. Có 6 mấy người bọn. Thằng Nhật đấy bé đánh hay lắm. Mấy ông Nhật lùn lùn và đánh hay thật. Ok, anh Khoa Đặng nay bán kết nhá. Đang đánh bán kết 2 trận nam nữ đầu tiên diễn ra trên sân. Hôm nay sẽ chỉ đánh 2 sân thôi. Và có 10 trận đấu. Lọt vào vòng bán kết thì có 8 đại diện của Indonesia, có 4 đại diện của Nhật Bản. Và còn lại thì các vận động viên đến từ Malaysia, Thái Lan và Đài Loan và Hàn Quốc thì chia đều 2 đại diện vào vòng trong. Rõ ràng là cầu lông Indonesia đang có lợi thế vượt trội so với các đội tuyển khác. Họ có đến 8 cặp đôi, 8 đại diện vào trận vòng bán kết. Còn rất buồn bởi vì Việt Nam là chủ nhà, tuy nhiên không có đại diện nào góp mặt vào vòng tứ kết hay bán kết cả. Thực sự năm nay giải đấu Ciputra Hà Nội quá mạnh. Các tay vợt trẻ của các nước bạn trình độ rất cao. Có vẻ cầu lông của họ phát triển rất nhanh, còn chúng ta thì càng ngày lại càng bị bỏ xa. Ok, trận đấu thứ hai bắt đầu. Set đấu thứ hai bắt đầu. Điểm số đầu tiên sẽ dành cho cặp đôi nào đây? Cơ hội tấn công. Chém cầu rất sát lưới và điểm số rất xứng đáng. Liệu rằng trong set đấu thứ hai này tay vợt nữ đến từ Malaysia có thể thi đấu ổn định và chính xác hơn hay không để có thể giành chiến thắng trong set đấu này, và chúng ta sẽ được thưởng thức set đấu thứ ba. Đập cầu rất mạnh thẳng vào người vận động viên nữ đến từ Thái Lan, không thể đỡ cầu. Nhưng Hùng có cảm giác rằng pha cầu vừa rồi nếu mà tránh được kéo ra ngoài bởi vì nó không cắm. Lại tiếp tục là một đường cầu, đường chặn cầu không nên có của tay vợt đến từ Malaysia. Trong tình huống vừa rồi Hùng nghĩ rằng nên nhường cầu cho Lam thì sẽ hợp lý hơn. Ép cầu rất nhanh và cầu vẫn trong sân. Điểm 3-1, Malaysia phát cầu. Đó là một tình huống phát cầu cao, tay vợt Thái Lan không thể bỏ qua cơ hội đó. Đổi điểm 2-3 cho Thái Lan. Bắt lưới rất nhanh và chính xác. Tỉ lưới rất hay. Rồi, rất hay. Phát cầu vừa rồi đã đánh loại bỏ hoàn toàn hai vận động viên đến từ Malai. Cho em xin lượn, anh lượn của anh. Cho nó ngọt, bình luận cho nó bon. Vẫn còn không thể dứt điểm, cơ hội tấn công. Nhưng đó là một tình huống cầu cao sâu. Vâng, đua cầu phong. Rõ ràng là cặp đôi đến từ Malaysia có rất nhiều tình huống không hiểu ý nhau. Ok, lại có trợ lý rồi. Đánh chắc lại đánh lỗi quá. Đập cầu rất tốt ạ. Không có cơ hội cản phá cho Thái Lan trong tình huống vừa rồi. Điểm 4 đều. Vâng, lại là một tình huống cầu lỗi của tay vợt nữ đến từ Malaysia. Tôi nghĩ rằng hai vận động viên này phải trao đổi lại với nhau thôi. Vận động viên nữ không lên tham cầu quá. May mà nó không biết tiếng Việt Nam, nhưng không nó quay ra lườm mình ngay. Ok, điểm 2 điểm số liên tiếp cho Thái Lan. Điểm 6-4. Vâng, đó là pha bắt lưới rất chủ động của tay vợt Thái Lan. Tuy nhiên, tình huống cài cầu của tay vợt Malaysia là rất sát lưới. Điểm 5-6. Cao rồi. Cầu trong sân. Trọng tài xác định cầu trong sân. Điểm 7-4. Vâng, ép biên rất tốc độ khiến cho tay vợt đến từ Nam, đến từ Thái Lan đánh hỏng cầu. Ok, đổi điểm 6-7. Đó là một tình huống phát cầu tốt, tay vợt đến từ Thái Lan đã không có một pha bỏ cầu chính xác. Điểm 7 đều rồi. Cơ hội tấn công, sút. Vào rồi. Vâng, vào thật. Non như thế nó đập làm sao mà đỡ được. Điểm 8-7. Cơ hội tấn công. Vâng. Mỗi khi có cầu non thì tay vợt Malaysia không bao giờ bỏ qua cơ hội, không cho đối thủ cơ hội lần thứ hai. Điểm 9-7. Liên tục với những điểm số dành cho Malaysia. Chỉ cần tay vợt nữ đến từ Malaysia đánh ổn định hơn thôi. Vâng, lại tiếp tục là một điểm số dành cho Malaysia. Trong những phút thi đấu vừa qua, 5 điểm số liên tiếp dành cho Malaysia. Điểm số 17, Malaysia phát cầu. Rất hay, rất chính xác. 11-7 rồi. Rất có thể chúng ta sẽ được xem set đấu thứ 3 nếu cặp đôi đến từ Malaysia thi đấu ổn định. Và nửa set đấu thứ 2 lại trôi qua rồi, sao cảm giác nó nhanh quá vậy. Cặp đôi đến từ Malaysia trong set 1 thì họ đã để thua đối thủ. Tuy nhiên trong set 2 này họ đang có lợi thế dẫn điểm với khoảng cách là 4 điểm. Phía bên kia trận đấu giữa Nhật Bản và Indonesia cũng đang diễn ra hết sức căng thẳng. Cao để làm gì? Bên kia đập cầu vào lưới kìa. Vâng, ve cầu rất tốt. Chặn cầu khá hay, ăn rồi, sút vào. Đập cầu rất mạnh. Mười hai bảy. Vẫn còn, nhưng rất tiếc, đó là một pha cầu hụt, cầu ra ngoài sân. Sút không còn nữa rồi. Mười ba chín. Đó là một tình huống cầu leo lưới rất may mắn của cặp đôi Thái Lan. Đổi điểm 10-13. Đối cầu rất tốt. Đội tấn công. Thủ rất hay, không còn nữa rồi. Điểm 10-13. Đúng rồi, anh Đồng Dung ở đây đang đánh bán kết nhanh. Đang có 2 trận bán kết đôi nam nữ ở trên 2 sân. Hôm nay thì ban tổ chức chỉ cho thi đấu 2 sân thôi để chúng ta có thể thưởng thức nhiều trận đấu hơn. Sẽ có 5 loạt trận đánh trên 2 sân, tổng 10 trận đấu. Đội sút rồi. Một khi anh đã sút thì không có trường hợp là không vào. Tay vợt nam đến từ Malaysia đập cầu quá tốt. Em Khánh Huyền này không đi ở anh hả? Trợ lý Khánh Huyền đang đi à? Trận bên kia trợ lý Khánh Huyền đang quay lại. Điểm 15. Rồi, một pha cái lưới rất khéo léo. 16-10 rồi. 17-10 rồi. Ok, ban tổ chức đang đi phát bóng cổ động cho tất cả các cổ động viên, để không khí cho trận bán kết trở nên náo nhiệt hơn. Một tí nữa thôi thì chúng ta sẽ nghe những tiếng cổ vũ rất là to. Vẫn còn, có vẻ set đấu thứ 2 tay vợt nữ đến từ Malaysia đã thực sự thi đấu vào tay. Rất đáng tiếc anh ta đập vào mặt vợt, tỏ ý không hài lòng với pha cầu của mình. Điểm 12-17 hay 12-19 gì đó. Rồi, không còn cơ hội. Đó là một pha phá cầu hơi lỗi, hơi cao của vận động viên đến từ Thái Lan. Tay vợt Malaysia không cho đối phương có cơ hội sửa sai. Trọng tài bắt cầu cao tay. phe cầu kìa. Rất tốt, tốc độ rất nhanh. Sút vẫn còn, rất tốt. Chém cầu khá sát, không còn nữa rồi. Đó là một pha chém cầu rất sắc của tay vợt nam. Và ngay sau đó thì tay vợt nữ đã yểm trợ và tung ra một cú dứt sút khá hay. Một cú sút. Sorry mọi người, lúc nãy Hùng đọc nhầm điểm nhá. Bây giờ đang là 19-13 nhá, 20-13 rồi. Vậy là 99,99% là chúng ta sẽ được chứng kiến set đấu thứ 3. Ok, chị Hương Giang Petro Việt Nam không có đôi nào lọt vào vòng tứ kết ạ. Và đây đã là bán kết rồi. Thực sự năm nay giải đấu quá mạnh. Đến Ryu Jion Siong và Kim Đắc Giang, hai tay vợt đã từng... Ryu Jion Siong 2 lần bạc thế giới, Kim Đắc Giang 1 lần bạc thế giới, mà đánh ở Ciputra này vẫn bị loại như thường. Hôm qua thua rồi. Đến Oppa Ryu Jion Siong từng số 1 thế giới gần 2 năm mà còn bị loại. Giải năm nay quá mạnh. Ok, vậy là các vận động viên đang nghỉ ngơi ở set đấu thứ 2 và chuẩn bị cho set đấu thứ 3. Set đấu quyết định cặp đôi nào sẽ lọt vào vòng chung kết. Lời Nguyễn Hải Anh hello, anh Tống Thuận hello, Duy Long như xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thể dành vài giây cùng chia sẻ livestream này đến nhiều người hơn đúng không ạ? Rất nhiều người mong muốn được thưởng thức trận đấu này. Đây là một trong những trận đấu gần như cuối cùng của giải thi đấu này rồi. Đây là những trận bán kết rồi. Ok, 2 phút nghỉ giải lao đã kết thúc. Và các vận động viên sẽ trở lại thi đấu set đấu thứ 3. Trận đấu này sẽ rất căng thẳng và kịch tính chăng? Mọi người hãy cùng Hùng theo dõi nào. Ok, Malaysia phát cầu. Một tình huống đánh lưới lỗi của tay vợt nữ đến từ Malaysia. Điểm số đầu tiên cho Thái Lan, 1-0. Không còn rồi, 2-0 cho Thái Lan. Cặp đôi đến từ Malaysia nên tập trung để tránh tình trạng bị dẫn điểm sâu ở đầu trận đấu và không có cơ hội để sửa sai. Chỉ cần 1-2 điểm số nữa cho Thái Lan thôi là khẳng định là cặp đôi Malaysia sẽ gặp phải tâm lý. Cầu lỏng rất hay, lại là một tình huống đánh cầu lưới lỗi của tay vợt nữ đến từ Malaysia. 3-0. Tình huống đập cầu vạn sườn chéo chân xỉa nách, không thể cản phá của tay vợt nam đến từ Malaysia. Đổi điểm, 1-3. Rất hay. Cầu rất đơn giản nhưng không thể cản phá. Cái gì anh Đồng Dung ơi? Có phải lúc nào em cũng dán mắt vào cái màn hình live stream đâu. Em không trả lời có nghĩa là em không đọc được. Lại tiếp tục là một tình huống cầu lỗi đến từ cặp đôi Malaysia. Vâng, set đấu thứ 3 rồi mà lại còn nhiều tình huống cầu lỗi vậy sao? Rất tốt, và tiếp tục là một tình huống trên cầu rất hay và chính xác của vợt nữ đến từ Thái Lan. Điểm 6-1 rồi. Cặp đôi đến từ Malaysia xin trọng tài ra lau mồ hôi. Và có vẻ hôm nay trọng tài cũng rất dễ tính với các vận động viên. Ok, có cái cổ vũ mọi người ơi. Yonex Hà Nội nhá. Điểm 6-1. Đổi điểm 26 cho Malaysia. Ok anh Đồng Dung ơi, bao giờ em lên nhà cô học em sẽ qua nhà anh chơi. Không, ôi vẫn còn kìa, đó là một tình huống thủ cầu rất cảm giác của tay vợt đến từ Thái Lan. Vẫn còn. Đây là một tình huống cầu hay nhất trận đấu mà Hùng được xem. Rồi, không còn nữa rồi. 3-6 cho Malaysia. Đây là tình huống cầu hay nhất từ trở đầu trận đấu đến giờ. Tiếp tục là một tình huống đánh cầu lỗi của vận động viên nữ đến từ Malaysia. Không hiểu tại sao, rõ ràng ở những vòng đấu trước tay vợt nữ đến từ Malaysia đánh cầu rất khéo léo. Mà trong vòng bán kết này tại sao cô lại đánh cầu lưới lỗi nhiều như thế? Không làm cho đồng đội công được mấy. Lại vội vàng rồi. Chắc là uống phải mấy chén rượu 3 kích của Việt Nam rồi. Vâng, vậy là ở những điểm số đầu tiên của set đấu thứ 3 thì khoảng cách rất lớn đã được tạo ra. Vẫn còn. Ở ngoài sân. Điểm 93 cho Thái Lan, khoảng cách 6 điểm rồi. Thực sự rất khó cho Malaysia trong trận đấu này. Một đôi đến từ Malaysia đang thi đấu khá trùng hai tay và dưới phong độ của mình. Vâng, một tình huống cầu đánh lưới lỗi, một tình huống đánh lưới lỗi của vận động viên đến từ Thái Lan, rất đáng tiếc. Điểm 49. Ở điểm 49, Nam Malaysia phát cầu. Rồi 59 tiếp tục là một điểm số cho Malaysia. Liệu rằng sẽ có tình huống san bằng điểm số trong set đấu này hay không? Cũng rất mong là như thế. Một trận bán kết thì cần kịch tính hơn. Lỗi quá. Hai tay vợt đến từ Malaysia đang tỏ ra khá uể oải. Đánh sang đến set đấu thứ 3 rồi mà vẫn còn chưa sung. Và tiếp tục là một tình huống rất đơn giản cho Thái Lan. Vâng, set đấu thứ 3 trôi qua thực sự quá nhanh. Thái Lan đã giành được những điểm số khá dễ dàng. Liệu rằng sau những phút giải lao của set đấu thứ 3 này cùng với sự chỉ đạo của trọng tài của huấn luyện viên thì cặp đôi đến từ Malaysia có thể đảo ngược tình thế trận đấu hay không? Nói thì nói thế thôi nhưng mình nghĩ rằng thực sự quá khó. Cái lịch thi đấu thì anh có cập nhật ở trên ấy rồi đấy em. Ở trên trang cá nhân rồi đây, anh cũng không để ý lắm. Hình như sau loạt này sẽ loạt đơn nam sao? Đơn nam là thứ tư. Mày xem lịch của anh cái. Đơn nam là thứ tư, đơn nam là thứ tư. Cầu không qua lưới, lại tiếp tục một tình huống cầu lôi vào trong trận đấu bán kết. Một trận đấu thực sự không hay cho lắm. Có quá nhiều đường cầu lỗi từ cặp đôi đến từ Malaysia. Tiếp tục là một tình huống cầu lỗi. 13 làm rồi. Điều khoảng cách 8 điểm rồi. rồi điểm 6-13 cho Malaysia. Nhưng thực sự quá khó, khoảng cách điểm đã rất lớn và rất khó để san lấp. Trong khi cặp đôi Thái Lan thì đang đánh rất là ổn định. Còn một pha bay người cứu cầu khá tốt của vận động viên Mỹ đến từ Malaysia. Còn họ liên tục để cho đối phương tấn công dồn ép, di chuyển rất nhanh, vẫn còn khá xuất sắc, không còn nữa rồi. Cặp đôi bên Thái Lan thì họ đang rất sung, còn cặp đôi Malaysia đang bị ép cầu khá nhiều, không có cơ hội tấn công. Đôi nam có làm Kaido đúng không? Kurai. Hả? Hả? Kurai. Thôi, kết cục của trận đấu này chắc mọi người cũng có thể đoán ra rồi. Cặp đôi đến từ Malaysia đang thi đấu thực sự uể oải và thiếu quyết tâm. Trong khi Thái Lan thì hoàn toàn ngược lại. Một pha lật cầu rất tốt. Một điểm số dành cho Malaysia, 5-17, khoảng cách 8 điểm. Nữ Thái Lan rất tốc độ và chính xác. Mười sáu bảy. Rồi 8-16, khoảng cách vẫn là 8 điểm. Vâng, tay vợt đến từ Malaysia không muốn tấn công nữa rồi. Bây giờ đánh sang kiểu cầu giật giờ. Thực sự hôm nay bán kết mà thậm chí ô cổ động viên nó ít hơn cả hôm qua. Có những trao đổi của hai vận động viên đến từ Thái Lan. Ở ngoài sân tiếp tục là một điểm số dành cho Malaysia. Cố lên nào. Ok, xin chào Tinh Tế Tân nha. Xin chào anh Thế Phương Sport. Tiếp tục là một điểm số nữa cho Malaysia. Còn cặp đôi đến từ Thái Lan đang có một giây bị trôi điểm. Đang bị trôi điểm một giây rồi, 4-5 điểm rồi. Ok, phải giảm vào buộc dây giày để cắt đứt sự hưng phấn của đối phương chăng. Thủ cầu rất tốt, sút, sút. Ok, anh Phương nghe nói mới mở shop vào, em còn chưa biết chỗ nào cơ. Tiếp tục là một điểm số cho Malaysia, và 6 điểm số liên tiếp. Mười 14-16 rồi, thực sự khó tưởng tượng cái tình huống vừa rồi. Đừng có 15-16, 15-16 rồi. Cặp đôi Thái Lan để mất 1 giây 7-8 điểm rồi. Thực sự họ dẫn đến 8-9 điểm rồi, bây giờ họ sắp bị đuổi kịp rồi. Liệu có phải là 16 đều hay không? Vẫn còn, không còn nữa rồi. Và một nỗ lực rất đáng khen cho tay vợt nữ đến từ Malaysia. Tay vợt sinh năm 2000, cặp đôi đến từ Malaysia, tay vợt nam sinh năm 99, tay vợt nữ sinh năm 2000, hai vận động viên rất trẻ và tài năng đến từ Malaysia. Ok, xin chào Yến Linh, xin chào chị Plaza Passion, xin chào Nguyễn Chí Khánh, xin chào Hoàng Anh Tú, xin chào anh An Quyết Thắng, toàn những cái kênh quen thuộc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream của mình. Chuyển biến của trận đấu thay đổi khá nhanh. Cầu vẫn trong sân. Điểm 16-17. 16-17. Hello Kim Phượng nha. 16-17 rồi. Rồi ơi. Tại cuối set 3 rồi ông Văn có hỏng như thế nhỉ? Đã cố như thế rồi. Sửa sai được không? Đó là một pha đập cầu ngoài. Trời ơi, rất đáng tiếc cho tình huống. Rất đáng tiếc cho tình huống đập cầu vừa rồi. Đánh cầu lửng khá khó chịu của tay vợt nam Thái Lan. Vâng, rất sung, cố liên tục giành điểm. Điểm số 17-18, khá căng thẳng. Vâng, khoảng cách 8 điểm. Bây giờ chỉ còn là 1 điểm thôi. Liệu rằng có thể là 18 đều hay không? Nữ, vâng, nữ Malay liên tục giành điểm ạ. Cô đang thực sự trở lại phong độ của mình. 18 đều. Bị dẫn trước khoảng cách 8-9 điểm và bây giờ họ đã gỡ hòa rồi. Trận đấu sắp xếp hay không? Hùng đang tưởng tượng đến điều đó. Đúng kiểu bán độ thật. Ôi, kịch tính đấy. 19 đều rồi. Trận đấu thứ 3. 20-19 à? 20-19 cho Thái Lan. Cơ hội kết thúc set đấu thuộc về Thái Lan, liệu rằng họ có thể làm được điều đó hay không? Thực sự là Malay hơi cáu. Vâng, lúc nãy thì là Malay phát cầu hỏng và bây giờ là nữ của Thái Lan. Thực sự áp lực của trận đấu có vẻ khá lớn. Đó là một tình huống bỏ cầu rất chính xác, cầu ngoài sân. Điểm 21-20 cho Thái Lan. Vâng, tiếp tục là một cơ hội tiếp theo dành cho Thái Lan, cơ hội kết thúc trận đấu. Rất tốt, 21 đều. Tình huống bắt lưới rất chính xác và khéo léo của tay vợt nữ đến từ Malaysia. Vâng, may mắn thay, ở cuối set đấu thứ 3 rồi, tay vợt nữ đến từ Malay thi đấu rất phong độ. Hay rồi, kê lại. Vâng, đánh cầu tì khá khó chịu. Bạn trường đập cầu rất chính xác, đó là một lựa chọn cực kỳ thông minh của tay vợt nam đến từ Thái Lan. Tay vợt nữ đến từ Malay đã bất ngờ trong tình huống vừa rồi. Cơ hội kết thúc trận đấu, set đấu thứ 3. Cơ hội thứ 3 để kết thúc set đấu thứ 3. Trao cho cặp đôi đến từ Thái Lan. Liệu rằng lần này họ có thể thực hiện thành công hay không? Điểm 22-21. 22-21, liệu có phải là 22 đều hay không? 22 đều đi mà. 22 đều rồi. Rồi vẫn còn, hay quá. Cao rồi. Các đội đến từ Thái Lan đã làm được điều đó. Họ đã giành chiến thắng. điểm số 23-21 rất xứng đáng. Rõ ràng ở cuối set đấu thứ 3, cặp đôi đến từ Malaysia đã vươn lên mạnh mẽ nhưng họ đã không thể lội ngược dòng thành công. Vâng, vậy là trận đấu đầu tiên của loạt bán kết. Trận đấu thứ nhất trên 10 trận đấu đã kết thúc. Và chúng ta sẽ sắp được chứng kiến trận đấu ở nội dung đơn nam. Nếu Hùng không nhầm sẽ là trận đấu ở nội dung đơn nam giữa Nhật Bản và Indonesia. Nhìn cứ như kiểu trận đấu bán độ vậy. Ok, có vẻ lượng người xem ít quá. Có lẽ là nhiều người chưa nhận được thông báo. Hùng sẽ kết thúc live stream này để bắt đầu một live stream mới. Và mọi người hãy trở lại live stream của Hùng ngay nha.